Xin chào mừng quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Có rất nhiều khách hàng những ngày vừa qua có hỏi Huy với tầm tiền ngoài 800 thì anh chị có thể mua những chiếc xe lướt gì. Thì thực sự có rất là nhiều những chiếc xe mà tầm khoảng ngoài 800 mình có rất là nhiều lựa chọn đó anh chị. Trong đó thì với xe qua sử dụng đang có mặt tại Toyota Tân Cảng Minh Huy thì Huy có thái được 3 chiếc về chất lượng và về những cái công năng tính năng khá là hợp lý khi anh chị chọn với tầm tiền khoảng ngoài 800. Thì đầu tiên đây là chiếc xe Toyota Innova Venturer các anh chị, với thiết kế kiểu dáng rất là đẹp. Đây chỉ có off body kit như thế này các anh chị, đấy khá là đẹp. Và những cái phần ốp này ở phía về cũng như là ốp lược thì phiên bản Innova Venturer 2022 biển thành phố màu đỏ các anh chị. Option thì nó không thiếu thứ gì, những cái tính năng an toàn thì hầu như là có đầy đủ hết. Huy sẽ điểm sơ lược cho quý cô chú anh chị mình sẽ xem chi tiết về sản phẩm này. Chiếc xe thứ hai là chiếc xe Fortuner máy xăng một cầu nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, được sản xuất vào năm 2019. Thì đây là một chiếc xe SUV gầm cao khá là rộng rãi. Và chiếc xe màu trắng Innova 2.0G 2022 lướt 22.000 cây thì cũng là một trong những cái sản phẩm mà Huy đánh giá rất là ok về chất lượng. Còn giá thì hiện tại thực sự là bên Tân Cảng, bên Huy đang hỗ trợ giá cực kỳ tốt. Thì giá niêm yết của chiếc xe này là 835 triệu. Thì giá niêm yết thôi anh chị, còn giá mà bên Huy bán thì chắc chắn sẽ bớt lọc cho quý anh chị ha. Cho nên là nếu như anh chị thích cái mẫu này thì anh chị cứ liên hệ, Huy sẽ xin hỗ trợ giá tốt nhất cho quý anh chị. Và với chiếc xe Innova Venturer này thì bên tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay. Chỉ cần đưa trước khoảng 270 triệu là mình có thể vay được chiếc xe này rồi các anh chị. Mình xem qua ha các anh chị ha. Thì Venturer đây là mẫu mới. Thì về đèn, có đèn chiếu sáng ban ngày, đèn LED các anh chị. Và đèn pha thì cũng sử dụng bóng đèn LED dạng mi. Rồi ở phía dưới thì chúng ta sẽ thấy có cảm biến khoảng cách ở phía trước. Đó, đèn xi nhan ở trên cản và những ốp nhựa đen bóng như thế này, nó rất là đẹp quý chị ha. Phần ga lăng cũng vậy. Ok, mâm. Đấy, mâm được thiết kế khá là bắt mắt. Và phần bên hông thì như anh chị thấy 2022 thì Innova Venturer đã được trang bị tay nắm cửa mặt chrome, có công tắc rau và cửa thông minh, nẹp chân kính cũng như là ốp gương mặt chrome. Và gương thì có tính năng gập điện rồi. Dán phim che mưa thì đối với xe này chủ xe có trang bị đầy đủ hết. Đây là một chiếc xe lướt đó chị, 22.000 cây. Ô tô chuẩn của xe là 22.253 cây số nha anh chị nha. Đấy, tắp bi cửa còn rất là mới. Và với tính năng công tắc lên xuống kính, auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa đã được trang bị trên phiên bản mới nhất hiện tại của Innova Venturer các anh chị. Và đây là những cái miếng chống trầy được chủ xe trang bị. Rồi lót sàn simili, ghế thì chủ xe vẫn giữ được một cái bộ ghế nỉ như thế này. Anh chị thích ghế da thì Huy sẽ tặng cho anh chị bộ ghế da nha. Ok rồi, bàn đạp thắng, bàn đạp ga. Ok, thì xe này xe lướt mà, Huy sẽ cũng sẽ lướt sơ cho quý cô chú anh chị mình xem thôi. Vì về chất lượng ngoại thất và nội thất thì không phải lăn tăn gì. Một chiếc xe còn rất là mới như thế này. Vô lăng ốp gỗ, rồi bọc da, rồi công tắc đèn thì có tính năng là auto tự động bật tắt này các anh chị. Đấy, rồi những cái phím như là đàm thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói hay điều chỉnh âm lượng thì đều được tích hợp ở trên vô lăng hết rồi. Và khởi động bằng nút bấm start các anh chị. Đây là màn hình DVD, có camera gear đầy đủ. Và hệ thống điều hòa thì xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động nha anh chị nha. Hộp số 6 cấp thì có chế độ Eco tiết kiệm nhiên liệu cũng như là chế độ mà power các anh chị. Anh chị muốn tăng tốc hay là anh chị chở tải nhiều, anh chị kích hoạt chế độ power rất là khỏe luôn. Đấy, ở trên trần thì có dải đèn LED màu xanh dương, phía trước và phía sau nó ánh lên rất là đẹp khi vào trời tối nha anh chị. Xe được trang bị 7 túi khí và những cái tính năng an toàn như là hệ thống phân bổ lực phanh điện tử nè, rồi chống bấu cứng phanh này, rồi hỗ trợ khe anh nhân dốc này thì đều có hết ở trên cái mẫu xe này rồi. Đấy, rộng rãi các anh chị, rộng rãi 8 chỗ nha chị nha, 8 chỗ. Đấy, thì anh chị mua về thì chỉ việc lái xe về và anh chị sử dụng thôi. Toyota Tân Cảng Minh Huy
đã là Maru đã hoàn thiện hết rồi, và những chiếc xe còn có chế độ bảo hành hãng đầy đủ thì anh chị không phải lăn tăn lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Xe còn mới và đẹp lắm các anh chị. Xe hệ thống điều hòa tự động hai dàn lạnh trước sau đều là tự động hết các anh chị nha. Đấy. Ok, thì sơ lược nhanh cho quý vị chú anh chị mình nắm thông tin về chiếc Innova Venturer này. Với giá niêm yết là 835, giá niêm yết thôi, còn giảm tốt cho quý anh chị. Thứ hai là anh chị chỉ cần đưa trước khoảng 270 triệu là anh chị có thể vay rồi. Ok, biển thành phố. Rồi tiếp theo, đây là chiếc xe Fortuner máy xăng, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, sản xuất vào năm 2019. Máy xăng một cầu nha anh chị nha. Đèn thắng ở phía sau là sử dụng công nghệ đèn LED này, và có tính năng là báo phanh khẩn cấp. Rồi cảm biến khoảng cách ở phía sau có hai cảm biến, có camera gear đầy đủ hết. Xe thì vỏ sơ cua chưa hạ nha anh chị nha, còn nguyên gầm bệ này anh chị. Đấy, còn rất là mới luôn. 2019 2019 thì hiện tại chiếc này bên Huy đang niêm yết giá là 855 triệu. Giá niêm yết thôi và còn hỗ trợ giảm cho quý anh chị. Đấy, biển số Long An đó chị. Xe thì được bảo trì bảo dưỡng khá là đều. Odo chuẩn của xe là 45.000 cây số, lịch sử hãng đầy đủ. Tay nắm cửa mặt chrome anh chị. Còn đây là nội thất bên trong. Những cái miếng chống trầy chủ xe trang bị. Lót sàn thì ngoài lót sàn Sibli thì chủ xe còn lót thêm một cái tấm lót chân ở phía trên. Đấy, ghế. Thì đối với Innova thì được thiết kế là 8 chỗ, nhưng đối với Fortuner thì chỉ cần 7 chỗ thôi các anh chị. Nhưng mà cao ráo, cũng khá là rộng rãi. Xe thì vẫn có được trang bị hai dàn lạnh và cả hai dàn đều có tính năng auto tự động. Và mỗi hàng ghế đều có hai cửa gió điều hòa như thế này. Gầm cao các chị, nhìn rất là cứng cáp luôn. Đây là một chiếc xe nhập. Công tắc ra và cửa thì trang bị là bằng cái nút nhắn và tay nắm cửa macaron. Cũng được trang bị 7 thư khí và những tính năng như là cân bằng điện tử nè, rồi hỗ trợ khanh ngăn dốc này, phân bổ phanh điện tử đều có hết ở trên cái mẫu xe này. Hộp số thì cũng có chế độ eco, chế độ power. Đó. Đây, cái số này chủ xe giữ rất là kỹ. Xe trang bị hộp số tự động 6 cấp các chị, tương tự như Innova vẫn được trang bị hộp số tự động 6 cấp. Thì riêng về Fortuner thì có thêm những cái tính năng như là cruise control đây các chị. Rồi lái xuyên suốt trên vô lăng. Đó. Cũng có đàm thoại đánh tay điều khiển giọng nói, rồi điều chỉnh âm lượng, rồi ốp gỗ bọc da ở trên vô lăng đều có hết. Đấy. Ok các anh chị. Thì thông tin sơ để cho quý cô chú anh chị mình nắm. Và giá của chiếc xe này hiện tại thì bên Huy đang niêm yết giá là 855 triệu nha anh chị nha. 855 triệu. Ok. Rồi, với chiếc xe này thì phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay. Thì anh chị chỉ cần đưa trước khoảng đâu đó lanh quanh 360 triệu là anh chị có thể sở hữu chiếc Fortuner nhập khẩu 2019 máy xăng một cầu. Ok, và tiếp theo đây là chiếc xe biển số 66. Đây anh chị. 66A16605 Innova 2.0G 2022, màu trắng ngọc trai rất là đẹp anh chị. Màu trắng ngọc trai là một cái màu nó sẽ đắt hơn so với màu thường tới 8 triệu. Và với chiếc xe này thì hiện tại tăng cảng Minh Huy đang niêm yết giá là 825 nha anh chị nha. Giá niêm yết. Còn anh chị quan tâm, anh chị thích thì Huy sẽ xin hỗ trợ giá cho anh chị nữa nha. Đó. Và trang bị là đèn chiếu sáng ban ngày nè, rồi đèn LED, bi LED đó anh chị. Rồi đây, cảm biến khoảng cách ở phía trước, rồi đèn xi nhan trên cẳng tương tự như mẫu Innova Venturer mà Huy vừa giới thiệu cho anh chị. Xe còn rất là mới, mới đi được 22.000 cây số thôi các anh chị. Cũng có ốp gương mạc chrome, rồi rẹp chân kính. Đấy, rồi công tắc rau cửa thông minh, dán phim thì chủ xe cũng trang bị hết rồi. Và bên trong thì đã được bọc da các anh chị, da màu kem nha, khá là xịn. Đấy, ốp chống trầy, lót sàn đầy đủ. 22.140 cây số, trang bị đèn LED có tính năng auto tự động bật tắt, rồi khởi động nút bấm start up. Đầu DVD thì chủ xe có trang bị đầu Android và có tính năng ghi hình luôn các anh chị nha. Đây, camera hành trình ghi hình đây. Đấy, hệ thống điều hòa tự động hai dàn lạnh, hộp số có chế độ eco, chế độ power. Đấy, còn xe thì còn rất là mới, và hiện tại thì chiếc xe này bên Huy đang niêm yết giá là 825 thì như Huy chia sẻ. Và với phía tài chính Toyota thì cũng hỗ trợ cho quý cô chú anh chị mình vay lên đến 75%, tức anh chị chỉ cần đưa trước khoảng lanh quanh 270 triệu là anh chị có thể sửa chiếc xe này rồi. Ok anh chị, Innova 2.0G
với màu trắng ngọc trai, số tự động 6 cấp, khả năng vận hành khá là tuyệt vời, rộng rãi 8 chỗ. Thì Huy cũng sơ lược cũng như là giới thiệu cho quý cô chú anh chị với những chiếc xe đang có tại Toyota Tân Cảng, đại lý chính hãng của Toyota, tầm hơn 800 triệu thì anh chị có thể sở hữu được chiếc Innova 2.0G 2022, 22.000 cây số, biển tỉnh, màu trắng ngọc trai các anh chị, với chiếc xe đang niêm yết giá là 825, và một chiếc xe Fortuner máy xăng một cầu nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, 45.000 cây số, 2019, biển Long An. Và với chiếc xe này thì bên Huy đang niêm yết giá là 855 triệu. Và anh chị chỉ cần đưa trước khoảng 360 triệu là anh chị có thể sử dụng chiếc xe này rồi. Và chiếc xe thứ ba là chiếc Innova Venturer màu đỏ, được sản xuất vào năm 2022, biển số thành phố, với giá niêm yết là 835 triệu. Anh chị chỉ cần đưa ra khoảng đâu đó 270 là anh chị có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Ok anh chị, vừa rồi thì Huy cũng đã sơ lược cho quý cô chú anh chị ba sản phẩm mà đang có mặt tại hãng Toyota Tân Cảng. Anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe nào thì liên hệ để Huy hỗ trợ cho anh chị về giá cũng như về thủ tục để anh chị có thể sử dụng những cái sản phẩm này. Ok rồi, Huy xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ở những video tiếp theo nha. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới về tại Toyota Tân Cảng ạ. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị.